Phân tích của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ án Hồ Duy Hải là vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Tại các phiên xét xử trước đó, bị cáo Hồ Duy Hải bị tuyên hình phạt cao nhất là tử hình. Mặc dù vậy, chứng cứ buộc tội trong vụ án chủ yếu chỉ là lời khai của bị cáo chứ không có bằng chứng vật chất trực tiếp. Chưa kể nhiều vật chứng trong vụ án còn do cơ quan cảnh sát cho người xa chợ mua về, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc điều tra tố tụng hình sự. Ngoài ra, lời khai của bị cáo giữa các lần lấy cung cũng không nhất quán và mâu thuẫn với nhau khi nhận tội lúc kêu oan. Cùng với đó, lời khai của bị cáo cũng bị mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ khác. Nhiều tình tiết chưa được làm rõ và quá trình điều tra để xảy ra nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra những vấn đề cần phải làm sáng tỏ thêm. Cụ thể thứ nhất đó là mâu thuẫn về thời gian. Mâu thuẫn này cho thấy Hải không thể có mặt ở bưu điện trước thời điểm thường nhân chứng vụ án đến gọi điện thoại. Đây là chi tiết rất quan trọng, cần hủy án để tái thực nghiệm điều tra. Thứ hai, chưa xác định rõ thời điểm chết của hai nạn nhân để có thể cáo buộc Hồ Duy Hải là hung thủ. Do vậy, cần hủy án để trưng cầu giám định thời điểm chết thông qua tài liệu khám nghiệm thức ăn trong dạ dày và dấu vết hoen tử thi. Tiếp đến nội dung thứ ba là về cơ chế gây ra vết thương trên cơ thể nạn nhân. Vấn đề đặt ra là con dao mà bị cáo mô tả có thể gây ra vết thương như vậy hay không. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu nội dung thứ tư là về động cơ gây án của hung thủ. Bản án phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm kết luận về động cơ gây án chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Cuối cùng, cơ quan điều tra đã bỏ ngoài hồ sơ nhiều tài liệu quan trọng như lời khai ban đầu của bị cáo, lời khai nhân chứng, thu giữ dấu vân tay. Do vậy, cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ. Trên đây là những vi phạm về nội dung do điều tra không đầy đủ. Những điều này đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, làm ảnh hưởng đến giá trị buộc tội của chứng cứ. Cần tiến hành điều tra để thu thập chứng cứ. Cần tiến hành điều tra lại để thu thập thêm chứng cứ, cũng như khắc phục thiếu sót, vi phạm để giải quyết vụ án đúng pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng khẳng định kết luận của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng những vi phạm đó chỉ là sai sót về tố tụng và không làm thay đổi bản chất của vụ án, là trái với các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự. Những nguyên tắc cơ bản đó bao gồm nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật trong vụ án, nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Quyết định giảm án cho Hồ Duy Hải của Chủ tịch nước là nhân đạo. Liên quan đến những tranh luận xung quanh quyết định của Chủ tịch nước, bác đơn kêu oan và xin ân xá của Hồ Duy Hải, quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng rất rõ ràng. Quyết định ân giảm mang tính chất nhân đạo với đơn xin ân giảm hình phạt tử hình là quyền của người bị kết án tử hình, là hình phạt nặng nhất kết thúc cuộc đời họ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng đây là quyền của tử tù trong thời điểm bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật. Việc xin hay không xin ân giảm là quyền của người bị án, còn tính sai đúng của bản án không bị ảnh hưởng bởi quyết định bác chấp hay chấp nhận ân giảm của Chủ tịch nước, cơ quan này khẳng định. Trường hợp Chủ tịch nước chấp nhận ân giảm không có nghĩa là bản án tử hình sai, đây chỉ là quyết định có tính chất nhân đạo của Chủ tịch nước cho tù tù cơ hội sống và hoàn lương. Đồng thời cũng không có quy định nào cho biết nếu Chủ tịch nước bác đơn thì phải chấm dứt các thủ tục tố tụng sau này. Báo cáo khẳng định pháp luật hiện hành không có bất kỳ một điều khoản nào hạn chế quyền kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 22 tháng 1 năm 2019 được ban hành theo khoản 2, điều 371, điều 173 của Bộ luật Tố tụng hình sự về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Cụ thể, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, thậm chí cả người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Cho nên kể cả khi quyết định của Chủ tịch nước bác đơn ân xá cho Hồ Duy Hải đang có hiệu lực,
kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao theo hướng có lợi cho Hồ Duy Hải vẫn có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Xin Chủ tịch nước tạm dừng tử hình Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị. Trước đó, Hội đồng Thẩm phán cho rằng công văn của Chủ tịch nước yêu cầu hoãn thi hành án tử hình của Hồ Duy Hải đưa ra sau khi đã bác đơn ân xá thì công văn này chỉ là công văn hành chính. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định, trước khi kháng nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xin ý kiến Chủ tịch nước, đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tham mưu cho Chủ tịch nước giải quyết quyết định bác đơn ân giảm của Hồ Duy Hải nhằm bảo đảm hiệu lực pháp luật khi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành kháng nghị giám đốc thẩm. Văn phòng Chủ tịch nước sau đó đã ra công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với vụ án Hồ Duy Hải. Sau đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã làm đúng thẩm quyền theo quy định luật định khi ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, cho thấy trách nhiệm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao theo chỉ đạo của Chủ tịch nước là xem xét làm rõ trường hợp của Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai không, nhằm bảo đảm thận trọng, chắc chắn trước khi kết tội và áp dụng tử hình với bị cáo. Với những lý do trên, theo Tuổi Trẻ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị, đồng thời sẽ kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 theo thủ tục đặc biệt quy định tại Điều 404 của Luật Tố tụng Hình sự. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí lên tiếng về vụ án Hồ Duy Hải. Trả lời các câu hỏi của cử tri liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, quyết định giám đốc thẩm và bản án ngày 18 tháng 5, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định các nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là đúng thẩm quyền và không sai luật. Trong vụ án Hồ Duy Hải, báo chí đăng rất nhiều rồi, với tư cách Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tôi cũng không nói nhiều về việc này nữa. Chỉ xin ngắn gọn thế này, cho đến giờ Viện trưởng vẫn tin đang làm đúng trách nhiệm của mình và chắc chắn kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải không sai, ông Lê Minh Trí cho biết. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định trong quá trình xem xét vụ việc thì có nhiều chứng cứ chưa rõ, còn mâu thuẫn cần phải làm rõ, căn cứ vào Bộ Luật Tố tụng Hình sự, khi có dấu hiệu thế thì phải kháng nghị xem xét lại vụ án. Viện Kiểm sát kháng nghị không nói Hồ Duy Hải có tội hay không tội, nhưng thấy vụ án có nhiều sai sót về thủ tục tố tụng và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, còn mâu thuẫn giữa hiện trường, lời khai nên yêu cầu kháng nghị, hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại, nhằm khẳng định có tội hay không một cách thận trọng, khách quan và đảm bảo, bảo vệ được tính mạng con người khi chưa có một chứng cứ trực tiếp khẳng định có việc giết người hay không, ông Lê Minh Trí nêu rõ. Ngoài ra, Viện trưởng Lê Minh Trí tái khẳng định, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kháng nghị có căn cứ và đúng thẩm quyền, bản thân ông làm theo trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm thực thi pháp luật. Chắc chắn Viện trưởng kháng nghị không sai luật và đúng thẩm quyền, Viện trưởng cũng có báo cáo với các cấp có thẩm quyền để xem xét và đúng pháp luật. Đến nay, Viện trưởng đã ký văn bản báo cáo cấp thẩm quyền để xem xét và xử lý nên sẽ không có ý kiến gì hơn, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh với cử tri. Chỉ khẳng định Viện trưởng kháng nghị là thực thi trách nhiệm với nhân dân, thực thi pháp luật và hiến pháp. Viện trưởng tin rằng đang làm đúng với trách nhiệm của mình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định. Cơ quan của Quốc hội Việt Nam đang nghiên cứu hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải. Một thông tin quan trọng khác liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Đó chính là trong cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 5, phóng viên đã đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc gần đây một số đại biểu gửi văn bản về vụ án Hồ Duy Hải, trong đó có ý kiến đề xuất giám sát tối cao vụ án này. Theo Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 8 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án phúc thẩm, xử phạt tử hình với Hồ Duy Hải về tội giết người 5 năm tù về tội cướp tài sản,
tổng hình phạt là tử hình. Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài nhiều năm. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước đã thành lập đoàn giám sát tối cao do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn để giám sát tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Đoàn giám sát đã báo cáo với Quốc hội chi tiết vụ án trên. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khi đó cũng có báo cáo chi tiết về vụ án Hồ Duy Hải. Sau đó các cơ quan đã có sự xem xét, tuy nhiên dư luận vẫn có ý kiến. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng có ý kiến liên quan. Lúc này gia đình bị cáo liên tục kêu oan, dư luận trong nước và nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng. Để có thời gian xem xét thật toàn diện và khách quan các vấn đề liên quan đến vụ án này, Thường vụ Quốc hội đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao kết luận Hồ Duy Hải bị kết án tử hình vì hai tội giết người và cướp tài sản là không oan, hiện vẫn đang gây nhiều tranh cãi, tranh luận trái chiều giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, các đại biểu Quốc hội và quần chúng nhân dân. Có nhiều cử tri bức xúc, kiến nghị lên Quốc hội cho rằng, nếu Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định kháng nghị là phù hợp, là đúng pháp luật, mà 17 vị thẩm phán nhận định kháng nghị là sai pháp luật thì Quốc hội phải giám sát, lên tiếng để cho dân chúng được biết kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đúng hay phán quyết của Hội đồng thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao đúng. Điển hình như phát biểu của cử tri Nguyễn Lâm Xanh, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tiếp xúc cử tri ngày 18 tháng 5 vừa qua. Nhưng tại sao 17 thẩm phán lại bác và cho rằng kháng nghị sai luật pháp? Tôi thấy dư luận đang không thỏa đáng với kết luận của phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua. Trình độ người dân giới khác rồi, không phải cán bộ muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ Quốc hội phải có vai trò giám sát và nên đưa vấn đề viện kháng nghị đúng hay tòa án bác kháng nghị đúng cho rõ ràng. Ông Xanh cũng nói lên việc sau khi có đại biểu Quốc hội lên tiếng góp ý về quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải và bản án thì lại có vị thẩm phán, phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ có phát ngôn không chuẩn về những đại biểu Quốc hội, đã nói lên nguyện vọng ý kiến của người dân này. Vì đây là vụ án có nhiều tình tiết sai, nhưng hội đồng thẩm phán lại kết luận rằng sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản chất và nội dung vụ án. Đó là điều khó hiểu, cử tri Xanh nêu quan điểm. Vụ án Hồ Duy Hải ở bưu điện Cầu Voi, theo cáo trạng hiện đang được xem xét giám đốc thẩm. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hồ Duy Hải đến bưu điện Cầu Voi, nơi chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, 23 tuổi, và người em họ tên Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi, làm việc để chơi, do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Hồng nhưng không thực hiện được, nên Hồ Duy Hải quyết định giết cả Hồng và Vân. Cụ thể, khi chị Vân đã ra ngoài, Hải kéo người chị Hồng vào phòng ngủ nhưng bị cự tuyệt, tức giận vì bị cô gái đạp ngã vào tường. Hải đã dùng dao và thớt gỗ để gần đó sát hại nữ nhân viên. Vì sợ bị bại lộ, Hải phục sẵn rồi giết luôn chị khi cô này đi mua trái cây trở về. Sau khi gây án, Hải lấy đi 1 triệu đồng, khoảng 4 đến 50 sim điện thoại, một điện thoại Nokia và nữ trang của hai nạn nhân. Sau đó Hải đem nữ trang đi thành phố Hồ Chí Minh, bán lấy tiền được 3,7 triệu đồng. Cuối năm 2008, Hải bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án tử hình. Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng sau đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Hải, y án sơ thẩm. Ngày 4 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, đồng thời yêu cầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không, và báo cáo Chủ tịch nước. Cùng ngày, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An có quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, đồng thời hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên với Hồ Duy Hải để điều tra lại. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao bác kháng nghị này, đồng thời xác định kháng nghị đề nghị hủy án của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không phù hợp với pháp luật, và luật không cho phép Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kháng nghị xem xét lại vụ án khi quyết định bác ân giảm của Chủ tịch nước đang có hiệu lực pháp luật. Vụ Hồ Duy Hải và Đại hội 13 nóng bỏng chính trường Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc kỳ họp bàn về nhân sự cho kỳ bầu cử khóa tới, nhiều vấn đề xung quanh tiêu chí lựa chọn nhân sự được đặt ra. Tôi cho rằng những ai nhận ra cần phải cải cách nền tư pháp một cách mạnh mẽ để xây dựng và phát triển đất nước, thì đó là nhân sự. Và phương hướng đúng đắn cho nhiệm kỳ tới, luật sư Ngô Ngọc Trai nêu vấn đề qua bài viết trên BBC News tiếng Việt. Một số vấn đề đặt ra đối với cải cách nền tư pháp hiện nay như sau. Triển khai thực hiện việc chuyển các trại giam giữ sang cho Bộ Tư pháp quản lý, bao gồm các trại giam, thi hành án phạt tù và trại tạm giam. Nhà tạm giữ đối với các bị can bị cáo đang trong quá trình điều tra xử lý hình sự. Đây là kế hoạch đã được đặt ra từ năm 2005 bởi nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị lúc đó về tầm nhìn cải cách tư pháp đến năm 2020. Tới nay đã là năm cuối của thời hạn, nhưng kế hoạch vẫn chưa làm được. Có lẽ đây là vấn đề có ảnh hưởng lớn về quyền lực nhà nước do muốn nắm vững quyền lực chính trị, cho nên đã có sự e ngại, không muốn cải cách vấn đề này. Nhưng việc để tồn tại một điểm thiếu khoa học tư pháp này lại gây ra nhiều hệ lụy, bào mòn niềm tin của dân chúng và tín nhiệm nhà nước. Tới nay nếu muốn thực hiện sẽ đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn, có lẽ là phải của một tập thể nhiều người. Cho nên những nhân sự nào cùng quyết tâm thực hiện chủ trương này sẽ xứng đáng là nhân sự đúng cho nhiệm kỳ tới. Một điểm thuận lợi trong vấn đề này là lâu nay đã được nghiên cứu rồi chỉ việc đem ra thực hiện. Việc cải cách nền tư pháp cũng cần phải sửa đổi pháp luật tiến tới quy định, chỉ tòa án mới có quyền ra các lệnh bắt giam giữ, khám xét và thu giữ đồ vật. Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu ý kiến, khi đó cơ quan điều tra hay viện công tố muốn bắt, giữ thì phải xin lệnh của tòa án mới được thực hiện. Ngoài ra là phải triển khai lắp đặt đầy đủ các thiết bị ghi âm, ghi hình khi hỏi cung, củng cố vị thế vai trò cho luật sư bào chữa tham gia ngay từ đầu các vụ án hình sự. Những vụ án oan như Hàn Đức Long là do không có luật sư tham gia từ đầu, vụ Hồ Duy Hải có lẽ cũng vậy, mãi vì sau mới xuất hiện luật sư. Thực hiện đúng quy định về quyền trình bày lời khai của bị can bị cáo ở các nước thì đó là quyền im lặng. Tạo cơ chế để luật sư bào chữa gặp gỡ giải thích rõ cho bị can hiểu về quyền trình bày lời khai của mình để biết cách thực hiện, vì đó là quyền cho nên không bắt buộc phải khai báo, có quyền từ chối trả lời câu hỏi. Có người sẽ bảo những đề xuất như vậy, luật sư chỉ biết nghĩ cho mình, nếu làm theo thì sẽ gây khó khăn cho hoạt động điều tra, cần phải biết nghĩ cho người khác, nếu không thì điều tra họ sẽ làm việc ra sao. Xin thưa như rằng toàn bộ những vấn đề đó là giá trị của luật pháp văn minh bảo hộ con người. Pháp luật của các nước người ta đều đã thực hiện rồi, ngay như Trung Quốc là nước tập quyền mà họ cũng đã chuyển trại giam sang cho Bộ Tư pháp, giống như hầu hết các nước. Việt Nam chờ đến bao giờ mới áp dụng, mãi lạc loài so với nhân loại tiến bộ hay sao? Các nước họ quy định như thế thì đâu phải họ trói tay cơ quan điều tra, không phải vậy. Thực chất tất cả những nội dung trên sẽ chỉ đặt ra yêu cầu với cơ quan điều tra là phải thay đổi đường lối nghiệp vụ làm án của mình, phải tiến bộ lên và từ bỏ những lạc hậu đi. Lâu nay việc điều tra luôn coi hoạt động lấy cung là khâu điều tra trọng yếu, hầu như tập trung mọi hoạt động vào đó, tập trung mọi thời gian và nhân sự vào việc lấy cung ghi chép lời khai, nhưng đó là cách làm lạc hậu. Đúng ra việc điều tra phải tập trung vào hiện trường, tìm kiếm nhân chứng vật chứng, nâng cao kiến thức về tâm tính con người,
về ngành tội phạm học để suy nghiệm về hành vi của hung thủ, đoán định động cơ mục đích phạm tội, từ đó xác định phương hướng điều tra và định hình hung thủ. Lấy ví dụ như việc xác định động cơ mục đích phạm tội trong vụ Hồ Duy Hải, hai cô gái nạn nhân khi bị giết đều đeo rất nhiều trang sức trên người. Cả hai cô đều có vòng cổ tay bằng vàng, nhẫn đeo tay vàng, hoa tai vàng, dây chuyền vàng. Khi hai cô gái cùng ngồi cạnh nhau giải quyết cho khách dịch vụ ở bưu điện, thì sẽ đập vào mắt kẻ nào đó, làm nảy sinh lòng tham. Đến ngày cuối năm sắp Tết, do cần tiền nên hung thủ đã gây án làm liều, bởi có thể xác định động cơ giết người để cướp tài sản, chứ khó thể là hiếp, khó thể có ý định hiếp ở nơi công cộng, và lại có hai người. Khi đó, việc điều tra phải tập trung vào tìm kiếm thu thập đầy đủ các dấu vân tay có ở hiện trường, sàng lọc với cơ sở dữ liệu, danh chỉ bàn để khoanh vùng nghi phạm, thu thập đầy đủ các mẫu máu của các vệt máu ở hiện trường. Các mẫu máu đó có thể của nạn nhân hoặc của hung thủ đưa đi giám định đối chiếu với những người tình nghi. Thu thập bảo quản những vật dụng có thể là công cụ phương tiện phạm tội như dao thớt ghế, rồi qua các trang thiết bị khoa học hiện đại đưa đi xét nghiệm, từ đó đưa ra chứng cứ vật chất khách quan để xác định thủ phạm. Cũng nên biết rằng, những vụ án khó xác định dấu vết thủ phạm như vụ Hồ Duy Hải cũng không phải là nhiều trong tổng số án hình sự hàng năm. Hầu hết số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đánh chém nhau hay tội phạm kinh tế thì nghi phạm đều được xác định ngay và tài liệu chứng cứ tương đối rõ ràng để thu thập. Việc còn lại trong các vụ án đó là tổng hợp tài liệu chứng cứ áp vào với các yếu tố cấu thành tội phạm để kết luận. Cho nên những vấn đề như quyền im lặng, vai trò luật sư bào chữa, ghi âm ghi hình khi hỏi cung không phải là gây khó cho điều tra, không phải tự nhiên mà đã có trong luật. Nó đã có bởi đó là đúng đắn, là văn minh, là nhân quyền. Và hiện nay luật đã có thì việc cần làm là vượt qua những ý trệ lạc hậu, lạm quyền lười nhác không chịu trau dồi cố gắng để thực hiện cho đúng. Việc xây dựng một nền tư pháp công minh tiến bộ sẽ đem đến lợi ích cho tất cả các bên, gồm tất cả những người đang có quan điểm khác nhau. Sự bất an lâu nay tồn tại ở nơi này, nơi kia cũng chỉ vì thiếu một khả năng bảo hộ bởi tư pháp. Người có tội thì hoang sợ, người không vi phạm cũng không thể yên tâm. Hình ảnh tại hiện trường bưu điện Cầu Voi hiếm hoi được công bố với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Vật chứng quan trọng như thế mà công an lại để mất đi rồi thay bằng thớt mua ở chợ vào. Một nền tư pháp công minh tiến bộ sẽ giúp cho người mắc lỗi sẽ chỉ phải chịu mức hình phạt tương ứng với mức lỗi mà mình gây ra, thay vì nặng hơn, và người không vi phạm cũng có thể yên tâm vì nền tư pháp có đủ khả năng nhận ra điều đó thay vì gây oan. Nhìn sang bên Hàn Quốc, nền tư pháp của họ đã xử lý cả tổng thống, mà là tổng thống đương nhiệm, điều đó cho thấy quyền lực tư pháp của họ lớn đến thế nào, mà đã không hề có đổ vỡ xáo trộn gì lớn, tất cả chỉ gồm một số tờ giấy, một số điều luật, một số vụ bắt giữ, một số vụ thẩm vấn và phiên tòa. Nếu tới đây có người sẽ hỏi, vậy thì phải làm như thế nào? Lâu nay nhiều người đã yêu cầu phải có tư pháp độc lập, nhưng nếu vấn đề như vậy thì lại bế tắc. Đảng cầm quyền đang lãnh đạo đâu chỉ từ bảo quyền của mình đối với tư pháp. Tôi cho rằng chưa cần phải đòi hỏi tư pháp độc lập, mà cần yêu cầu thực hiện một số biện pháp kỹ thuật để tăng tính độc lập tương đối cho các thẩm phán, để từ đó tạo lập sự công tâm khách quan trong việc làm. Tức là khi đã trao nhiều quyền cho tòa án như quyền quyết định, việc bắt giam giữ, thì để đảm bảo quyết định của tòa là công tâm khách quan, có thể thực hiện một số biện pháp kỹ thuật như sau. Thứ nhất là tăng lương cho thẩm phán. Ngành tòa án có một quyền lớn rất đặc thù, đó là có quyền tuyên án tù, án tử hình, tước đoạt quyền lợi tài sản kinh tế nhiều tỷ đồng. Mà đối với con người thì có điều gì giá trị hơn tính mạng và tự do? Do quyền của thẩm phán đặc biệt giá trị như vậy, cho nên mức lương không thể ngang bằng với các ngành hành chính khác, phải nâng lên gấp 4-5 lần hiện nay. Cũng nên nhớ rằng, số lượng thẩm phán và biên chế ngành tòa án lại không cao. Tổng biên chế ngành tòa án hiện nay chỉ khoảng 17.000, con số quá nhỏ so với các ngành khác. Mấy tháng trước, một vị lãnh đạo tòa án tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cho tôi biết, biên chế của ngành tòa án cả nước chỉ khoảng 17.000, nhưng biên chế ngành giáo dục,
của riêng tỉnh Thanh Hóa đã là khoảng 11.000, vậy thì 63 tỉnh sẽ lớn thế nào? Biên chế ngành tòa án của cả tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 400, nhưng biên chế công an của riêng thành phố Thanh Hóa đã gần 1.000, vậy thì biên chế của các tỉnh sẽ lớn bao nhiêu? Cho nên số lượng biên chế không lớn là một điểm thuận lợi, có thể giải quyết việc tăng lương cho thẩm phán. Thứ hai là nâng thời gian nhiệm kỳ của thẩm phán lên 10 năm, thay vì 5 năm như hiện nay. Họ sẽ không chịu bị đánh giá kỷ luật về các quyết định tư pháp, ngoài ra là mở rộng đối tượng tuyển dụng thẩm phán cho cả các luật sư. Thứ ba là tăng số lượng thành viên hội đồng xét xử, tăng thêm số lượng hội đồng thẩm nhân dân, hội đồng xét xử có thể lên 9 người như ở Nhật Bản, và mở rộng chọn luân phiên trong dân chúng để tăng tính độc lập trong các phán quyết. Thứ tư là thành lập tòa án khu vực. Trước đây, ngành tòa án đã có đề án này để giảm sự ảnh hưởng chi phối của chính quyền cấp huyện đối với các tòa án huyện, nhưng đề án này đã không được thực hiện, nay nên xem xét lại việc thực hiện. Những vấn đề đặt ra như vậy, tất yếu sẽ phải thực hiện, có thế mới mong có được một nền tư pháp công minh, tiến bộ là nền tảng cho phát triển